Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series One Piece trên channel Shonen Action. Trong chương 1064 đã được phát hành vào tuần trước, thì trận chiến giữa băng hải tặc Hurt của Law và băng hải tặc Dâu Đen vẫn đang căng thẳng. Cả hai thuyền trưởng sở hữu tiền truy nã đều trên 3 tỷ đều đang lao vào chiến đấu với nhau bằng tất cả sức mạnh. Khi cả hai thuyền trưởng đang chiến đấu thì các thành viên của cả hai băng cũng đều bắt đầu tham gia và tấn công nhau. Trong khi đó, Okinu nhận được một cuộc gọi thông báo về trận chiến. Còn trên đảo Egghead, Bonnie giải thích với Luffy, Jinbe và Chopper về hình dáng của Kuma. Jinbe cung cấp thông tin liên quan đến Kuma về những thông tin cho rằng Kuma là một bạo chúa ác độc và Kuma nhận bản án chung thân từ chính phủ. Tuy nhiên, cuối cùng thì bản án được thay đổi sau khi một thỏa thuận với Vegapunk được thực hiện. Dù vậy, Bonnie cũng xác nhận rằng cha mình không hề xấu. Trên thực tế, ông ta ghét chính phủ. Bonnie cũng giải thích rằng cha của ông ta đến từ một chủng tộc đặc biệt. Bản thân người hâm mộ hy vọng rằng chương 1065 sẽ hé lộ bí ẩn về chủng tộc đặc biệt hay quá khứ của Kuma. Bên cạnh đó thì các thành viên còn lại của băng mũ rơm được Lilith đưa đến tòa nhà chính của hòn đảo. Bên trong tòa nhà, Vegapunk Shaka nói chuyện với Dragon, tiết lộ rằng anh ta sẽ sớm phải chết, và cuộc nói chuyện này khiến cho chúng ta biết thêm về việc Vegapunk có mối quan hệ nào đó khá thân thiết với Dragon. Trước những sự kiện hấp dẫn và thú vị ở trong chương 1064, chúng ta đều nóng lòng muốn biết thêm các chi tiết mới và mình luôn tìm kiếm tất cả thông tin mà có thể nhận được về chương 1065. Nhưng thật buồn bởi vì tuần này là một tuần bị hoãn vì kỳ nghỉ theo lịch của tác giả nên hiện tại chưa có thông tin spoiler nào mới. Trong khi chờ đợi, video này sẽ là những phân tích và dự đoán của mình cho những sự kiện ở trong chương 1065 dựa trên các sự kiện đã diễn ra ở chương trước. Tất nhiên, vì đây là dự đoán nên hãy hoàn toàn dựa theo tính toán của mình, chỉ mang tính chất tham khảo. Thứ nhất, cuộc chiến của Dâu Đen và Law. Cuộc chiến giữa Dâu Đen và Law được bắt đầu kể từ chương 1063 và cả Law và Dâu Đen dường như đang dốc hết sức lực để đánh bại nhau. Với các diễn biến đang xảy ra trong chương 1064 thì rất có thể sẽ tiếp tục trong chương 1065. Trận chiến giữa hai người hiện giờ chỉ mới bắt đầu. Dâu Đen gần như bất ngờ trước việc Law thức tỉnh được trái ác quỷ. Bản thân của Law sử dụng sức mạnh thức tỉnh của mình ngay từ đầu. Trong khi đó thì Dâu Đen đã bắt đầu sử dụng một chút khả năng của Gura. Điều này cũng dẫn đến suy đoán rằng chắc 1065 sẽ trình bày nhiều khả năng sử thi hơn về trái Gura Gura no Mi. Chúng ta đều rất háo hức chờ xem Dâu Đen sẽ làm thế nào để áp đảo được Law trong chương tiếp theo. Chắc chắn Dâu Đen sẽ có những con bài bí mật đang cất giấu. Vì vậy mình cũng muốn biết rằng liệu Law có đủ mạnh để tự mình đánh bại được một trong những tứ hoàng hay không. Vì vậy mình hy vọng chương 1065 vẫn sẽ được chứng kiến phần tiếp theo của trận chiến này cho đến khi nó kết thúc. Nhưng có thể chương này sẽ bỏ qua trận chiến và sẽ quay trở lại di biến trên đảo Egghead. Thứ hai, thời gian để CP0 hành động. Chúng ta đã biết về kế hoạch giết Vegapunk của CP0 khi bọn họ họp ở trong chương 1062. Mặc dù vậy, bọn họ vẫn chưa được thể hiện lại ở trong chương 1063 và 64. Chính vì vậy, mình nghĩ rằng chúng ta sẽ sớm thấy những hành động của CP0 trong chương 1065 bởi vì Vegapunk cũng đang cảm nhận được cái chết của anh ta gần kề. Mình cũng nghi ngờ rằng chúng ta sẽ chỉ bắt đầu thấy CP0 hoạt động từ chương 1065. Thứ ba, băng mũ rơm gặp Shaka. Hiện giờ thì băng mũ rơm trừ Ruffy, Jinbe và Chopper đã đến tòa nhà trung tâm, sẽ có khả năng gặp được Shaka trong các chương sắp tới, bởi vì họ dường như là những người gần nhất với vị trí của Shaka lúc này. Nhưng đối với nhóm Ruffy và Bonnie, họ có thể đi theo một con đường khác. Bọn họ có thể sẽ gặp một cơ thể khác của Vegapunk, trong khi nhóm Nami thì gặp Shaka. Ít nhất thì vì Frankie ở cùng nhóm với Nami, nếu Vegapunk tiết lộ bất cứ thông tin thú vị nào về công nghệ, Frankie có thể sẽ hiểu được. Ngoài ra còn có Robin trong nhóm của Nami, họ sẽ nhanh chóng nắm bắt chủ đề lịch sử hoặc quân cách mạng nếu Shaka nói chuyện về tình hình tính mạng của anh ta. Vegapunk Shaka đang chờ đợi họ. Mặc dù lý do tại sao vẫn chưa được biết, nhà khoa học có thể đang tìm cách liên minh với băng hải tặc này. Thứ tư, giới thiệu về mối quan hệ của Vegapunk và Dragon. Dragon và Vegapunk hiện tại đã được tiết lộ là có quen biết nhau thông qua một cuộc gọi giữa hai người. Vegapunk 01 có tên là Shaka, được nhìn thấy đang nói chuyện với không ai khác ngoài thủ lĩnh của quân đội cách mạng, Dragon. Hiện tại không còn nghi ngờ gì khi Vegapunk có mối liên hệ với quân đội cách mạng và thậm chí có thể bí mật liên minh. Là người thông minh và hiểu biết nhiều nhất ở trong One Piece, Vegapunk nói rằng cái chết của anh ta đang sớm đến gần, có nghĩa là anh ta chắc chắn sẽ không thể sống lâu. Liệu rằng CP0 có phải là người giết chết anh ta hay anh ta gặp phải một cái kết cục khác? Tuy nhiên trước đó tất cả những bí mật mà Vegapunk đã khám phá trong nhiều năm chắc chắn sẽ được nhiều người hâm mộ biết tới, rất có thể là khi Shaka tiếp tục câu chuyện với Dragon trong chương 1065. Oda có lẽ cũng sẽ giải thích về mối quan hệ giữa Dragon và Vegapunk. Thứ năm, các diễn biến ngoài hòn đảo Egghead. Hiện giờ thì tác giả Oda đang làm nổi bật cuộc chiến đụng độ giữa Law và Dâu Đen xảy ra trên đảo Người Chiến Thắng. Mình nghĩ rằng có thể là manh mối cho thấy mặc dù băng mũ rơm đang chú ý đến Egghead, nhưng có khả năng Oda cũng sẽ làm nổi bật những sự kiện khác bên ngoài hòn đảo. Nếu có những tình huống khác được làm nổi bật, khả năng sẽ được hiển thị đó là tình huống của Kobe hoặc tổ chức hải quân SWORD muốn giúp Kobe. Một điều cũng không kém phần thú vị là phần nói của Pudding về tình trạng của Big Mom. Cô ấy nói rằng nếu Big Mom vẫn còn sống sót thì bà ta sẽ không đứng yên nhìn băng Dâu Đen hành động. Chương này có thể sẽ cho thấy sự chắc chắn về số phận của Big Mom và Kaido, bởi vì cho đến nay chúng ta vẫn chưa hề được tác giả tiết lộ cho biết. Vì vậy đây là những dự đoán của mình về chương 1065. Bạn có suy nghĩ gì về các sự kiện có thể xảy ra trong chương 1065 thì hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, nhớ nhấn like và subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Shonen.
Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.